Tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng. Với đa số phiếu tán thành, sáng nay, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Cụ thể, với 470 trên 475 đại biểu tán thành, đạt tỷ lệ 95,14% tổng số đại biểu có mặt, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, luật đã nâng thời hạn thị thực điện tử lên đến 90 ngày, có giá trị một lần hoặc nhiều lần nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài muốn vào Việt Nam nghiên cứu, khảo sát thị trường, tìm kiếm, xúc tiến đầu tư. Bên cạnh đó, luật cũng quy định và điều chỉnh nâng thời gian cấp chứng nhận tạm trú tại cửa khẩu từ 15 ngày lên 45 ngày. Người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam phải thông qua người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú để khai báo tạm trú với công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn trạm công an nơi có cơ sở lưu trú. Việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài thực hiện qua môi trường điện tử hoặc phiếu khai báo tạm trú. Việc đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông được thực hiện tại trụ sở cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc trên môi trường điện tử tại Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ Công của Bộ Công an. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2023. Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã thảo luận về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Nhiều ý kiến đồng tình với sự cần thiết ban hành luật, đồng thời đồng tình với nhiều quy định của dự thảo luật. Thay mặt cơ quan soạn thảo, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp thu và giải trình thêm với các đại biểu về một số vấn đề của dự án luật. Tại phiên thảo luận, các ý kiến đều đồng tình với các nội dung trong dự thảo luật, khẳng định việc xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong tình hình hiện nay là rất cần thiết. Đây là lực lượng nòng cốt trong xây dựng an ninh trật tự ở cơ sở, là tai mắt, cánh tay nối dài của lực lượng công an nhân dân, tham gia hỗ trợ lực lượng công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ, góp phần quan trọng để giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Như vụ tấn công hai trụ sở của Ủy ban xã tại Đắk Lắk và một số các vụ việc mất trật tự an ninh ở một số nơi đã xảy ra, thì những vụ việc xảy ra mất trật tự an ninh ở cơ sở có tính chất phức tạp, nguy hiểm, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và tính mạng của người dân, cần có các cái biện pháp giải quyết kịp thời và phù hợp. Về các biện pháp an ninh, bảo vệ an ninh tổ quốc, trật tự an toàn xã hội ngay tại cơ sở, có trường hợp cần huy động kịp thời các lực lượng đủ mạnh cùng với cái sự tham gia của quần chúng nhân dân và cần báo cáo kịp thời với cấp trên để giải quyết. Vì thực tiễn khẳng định, dân có an, dân mới giàu, nước mới mạnh, và cơ sở là nơi gần dân, sát dân nhất, trực tiếp giải quyết mọi vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh. An ninh trật tự ở cơ sở ổn định là điều kiện nền tảng cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương và đất nước. Qua khảo sát, lắng nghe ý kiến của cử tri, tôi kiến nghị ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung các lực lượng tự quản trong nhân dân và lực lượng khác với tính chất tham gia hỗ trợ lực lượng công an cấp xã vào đối tượng áp dụng của luật. Tôi thấy quá trình nghiên cứu xây dựng dự thảo luật, cơ quan soạn thảo đã tiến hành bài bản, công phu. Các vấn đề còn ý kiến khác nhau đã được cơ quan chủ trì soạn thảo tham mưu chính phủ báo cáo giải trình, nhìn chung là rất rõ và đầy đủ. Phát biểu tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Tô Lâm cảm ơn ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời nhấn mạnh dự án luật đảm bảo tính hợp hiến, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tính khả thi của dự án luật, bám sát và cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, về xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, kiện toàn sắp xếp lực lượng, tinh gọn đầu mối bên trong gắn với hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm trong mối quan hệ công tác của từng tổ chức cơ sở. Về chế độ chính sách đảm bảo điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và đánh giá tác động của các chính sách này, đây là nhóm chính sách lớn của dự án luật được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm cho ý kiến. Chúng tôi xin tiếp thu và sẽ báo cáo với Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, tổ chức khảo sát, thống kê, đánh giá toàn diện về thực trạng tổ chức hoạt động, chế độ chính sách, bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở hiện nay và tác động của dự án luật và các quan hệ xã hội có liên quan làm cơ sở để đề xuất nội dung quy định trong dự thảo luật đảm bảo tính khả thi. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, cơ quan soạn thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu và nghiên cứu kỹ lưỡng các ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện dự án luật. Về tiêu chuẩn, điều kiện,
Chiều qua tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka tại Việt Nam, nhân dịp ngày đại sứ sang nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm chúc nhiệm kỳ công tác mới của Ngài Asa Umendis đạt nhiều thắng lợi, thành công, tin tưởng Ngài Đại sứ sẽ có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Sri Lanka nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các đối tác Sri Lanka nói riêng. Để thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Sri Lanka, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp, tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, các tổ chức khu vực và quốc tế về an ninh, cảnh sát như Liên Hợp Quốc, Interpol và các thể chế ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tăng cường trao đổi, tiếp nhận, xử lý thông tin tội phạm giữa văn phòng Interpol hai nước, đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ thông tin trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh an toàn cho cơ quan ngoại giao, công dân Việt Nam tại Sri Lanka. Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp. Đại sứ Asa Umendis nhấn mạnh, các cơ quan chức năng Sri Lanka luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ với Bộ Công an Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực cùng quan tâm, đặc biệt trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự ở mỗi nước. Trên cương vị của mình, Ngài Asa Umendis khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia Sri Lanka và Việt Nam ngày càng phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước. Trong 10 năm thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản đã tạo sự đột phá trong công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy, khám phá 15.540 chuyên án trinh sát với 26.100 đối tượng. Đây là thông tin tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 02 ngày 1 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tập trung chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng cảnh sát nhân dân trong tình hình mới do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức vào chiều qua. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự và phát biểu tại hội nghị. Công tác nghiệp vụ cơ bản được coi là xương sống, kim chỉ nam cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Nhận thức được điều này, ngay sau khi Bộ Công an ban hành chỉ thị số 02, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã ban hành nhiều văn bản kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị và thông tư của Bộ Công an về công tác nghiệp vụ cơ bản, hồ sơ cảnh sát trong toàn lực lượng. Đến nay, phần lớn cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng của công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm vững các quy định, quy trình thực hiện, từ đó biện pháp, cách làm sáng tạo, bản lĩnh mang lại hiệu quả cao trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy. Đặc biệt, trước bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác nghiệp vụ cơ bản trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu căn cước công dân nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận những kết quả công tác nghiệp vụ cơ bản mà lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đạt được trong thời gian qua, qua đó góp phần phục vụ có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cần thể hiện quyết tâm chính trị rõ ràng, thực chất trong việc thực hiện công tác nhiệm vụ cơ bản, không để đi sau tội phạm, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tham mưu, đề xuất với Bộ về các giải pháp, biện pháp, những sáng kiến, cách làm hay, phù hợp với thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản trong thời gian tới. Thưa quý vị, sau đại dịch COVID-19, diễn biến tình hình các loại tội phạm, hoạt động vi phạm pháp luật đặt ra nhiều khó khăn và thách thức, không chỉ là nguy cơ thường trực đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, mà còn nguy hiểm hơn, có thể dẫn tới bất ổn xã hội nếu không được nhận diện và đấu tranh kịp thời. Đặc biệt trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều thủ đoạn tội phạm mới, hoạt động từ không gian mạng cho đến những diễn biến thực tế tại các địa bàn cơ sở. Với quyết tâm chính trị cao nhất, sau nửa nhiệm kỳ nỗ lực, đến nay lực lượng công an nhân dân đã đạt được nhiều kết quả rõ nét, đã chủ động nhận diện, phòng ngừa, đẩy lùi từ sớm từ xa các phương thức thủ đoạn của tội phạm, liên tục kéo giảm các vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự. Những kết quả đã đạt được trong công tác này đã góp phần tích cực vào công cuộc khôi phục phát triển kinh tế của đất nước. Nổi lên giai đoạn vừa qua là những đường dây tội phạm núp bóng công ty luật để hoạt động, khủng bố, đòi nợ, cho vay lãi nặng. Chúng vươn vòi bạch tuộc đến nhiều địa bàn cả nước, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Các đường dây tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với quy mô xuyên quốc gia, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cũng gia tăng hoạt động. Đặc biệt, tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên với tính chất manh động, liều lĩnh đã gây hoang mang và bất ổn trong dư luận.
Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ, lực lượng công an đã kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm về trật tự xã hội, nhanh chóng điều tra và làm rõ các vụ án nổi cộm gây bức xúc dư luận. Dù Quốc hội không giao chỉ tiêu cụ thể mỗi năm, nhưng năm 2022 là năm thứ tư liên tiếp Bộ Công an thực hiện được việc kéo giảm tội phạm. Trong những năm vừa qua thì cái tình hình tội phạm hình sự đã được kiềm chế và kéo giảm. Cái tỷ lệ số vụ án pháp hình sự hàng năm đều được kéo giảm, tỷ lệ điều tra khám phá đều được tăng, không để xảy ra các cái tuyến địa bàn tụ điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là những cái vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đã được lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với công an các đơn vị địa phương điều tra khám phá, bắt giữ nhanh thủ phạm và đưa ra xử lý nghiêm trước pháp luật. Trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cả nước đã triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp, tăng cường đấu tranh với tội phạm ma túy trên 4 tuyến trọng điểm: Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc miền Trung Tây Nguyên, Tây Nam, rà soát, triệt phá các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy. Đặc biệt, thời gian qua, tội phạm triệt để lợi dụng tuyến đường hàng không để hoạt động vận chuyển ma túy. Chỉ trong vụ việc liên quan đến các tiếp viên hàng không, tới nay, cơ quan công an đã điều tra mở rộng, khởi tố 57 vụ án, khởi tố 129 bị can về tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm. Các chuyên án đã được lực lượng công an triển khai thực hiện với phương châm chỉ đạo xuyên suốt, không đánh khúc giữa, bắt giữ toàn bộ đường dây tổ chức tội phạm ma túy, đối tượng chủ mưu cầm đầu, góp phần ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát. Với phương châm đấu tranh phòng chống ma túy từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát, trong những năm qua, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy luôn tích cực, chủ động, tăng cường hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật các nước trong đấu tranh tội phạm về ma túy. Việt Nam đã tham gia và là thành viên tích cực tại các diễn đàn hợp tác quốc tế về phòng chống ma túy, tăng cường hợp tác với các nước có chung đường biên giới, các nước có ký kết hiệp định, các tổ chức quốc tế, góp phần tăng cường sự gắn kết, thúc đẩy hiệu quả thực thi pháp luật, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phòng chống ma túy các nước. Điều đó đã mang lại những hiệu quả tích cực trong công tác ngăn chặn tội phạm ma túy. Những kết quả đạt được thể hiện vai trò của lực lượng công an nhân dân luôn gương mẫu đi đầu triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Và từ những kết quả đã đạt được trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo ổn định về tình hình an ninh trật tự trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, đã tạo môi trường lành mạnh, góp phần vào sự phục hồi, phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trước cái sự đấu tranh rất quyết liệt và không khoan nhượng của lực lượng công an nhân dân, thì các cái loại tội phạm, trong đó có các tội phạm hình sự, băng ổ nhóm tội phạm, cũng có những cái sự đối phó và có những cái sự chuyển hướng trong cái hoạt động tội phạm của mình. Hiện nay thì giữa tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế, tội phạm ma túy có cái sự liên hệ. Không thể chỉ nhìn dưới góc độ tội phạm chỉ là một cái hành vi tội phạm này. Thành ra là Bộ Công an cũng đã chỉ đạo kiên quyết không để hình thành các cái băng ổ nhóm tội phạm. Và với bất kể một loại tội phạm nào thì phải đánh chọn đường dây, không đánh giữa khúc. Đấy. Và không chỉ là hiện tượng mà phải tìm đến những cái nguyên nhân nảy sinh tội phạm để có thể ngăn chặn kịp thời, ngay từ sớm, từ xa. Qua theo dõi giám sát đó thì tôi thấy rằng là lực lượng công an cũng đã nỗ lực rất là nhiều để mà phòng ngừa rồi đấu tranh rồi triệt phá những cái loại tội phạm mới phát sinh trong thực tiễn ngày nay, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cả nước, đặc biệt là đối với những vùng trọng điểm về an ninh. Tại hội nghị trung ương đánh giá về giữa nhiệm kỳ đó thì rõ ràng là cái vai trò hay là đóng góp lực lượng công an rất là quan trọng trong những thành tích đó. Trong thời gian qua thì lực lượng công an có nhiều đóng góp quan trọng trong cái việc giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Như các đồng chí đã biết là nếu mà để phát triển kinh tế thì đầu tiên có sự ổn định. Nếu như không có sự ổn định thì tình hình tội phạm vi phạm pháp luật, rồi vấn đề an ninh chính trị, an ninh nông thôn, rồi các vấn đề về an ninh trật tự mà không được bảo đảm tốt, không có sự ổn định thì sẽ không có sự phát triển.
Và cái này thì lực lượng công an trong thời gian qua đã thể hiện rõ cái vai trò nòng cốt trong việc bảo đảm an ninh trật tự và chống